Đấy, là người ta đi. Chỗ này là không sót được một tí nào anh ạ. Không thể sót được. Ông nó bảo là cái cái thịt heo này thì bây giờ thỉnh thoảng cũng phải làm thịt đi để bán nhỉ. Không ai mua là con bạn đâu. Cặp nhung này rất là bậc. Thế thì ai làm về mình ấy được? Ai mà về mình làm thịt được? Dạ. Anh rửa tay ra rồi anh mở cái này ra chứ. Mở hẳn ra xong rồi bỏ ra. Người ta có nói rằng người ta rửa cho mình rồi nhưng không hiểu là nó là cao quá rồi đấy. Giúp cho mình ạ. Chúng là tổng phẩm mà chứ phải mất 3 chén rượu trắng cho nó sát khuẩn. Không sao, với cái đấy thì rất là... Rượu của bác đấy, chắc còn ít ra. Đấy, nó biểu lộ. Này, ông ấy, tôi 80 năm dược tính của bố nghề đấy, cho nên là về vấn đề sát khuẩn sát khiếu là vậy. Có trọng hàng đầu đấy. Không có nào. Bớt một cốc buổi sáng rồi ấy. Ôi trời. Cái gì là nông, nếu để nguyên như này nông một bao lâu thì dùng được? À, ngoài 6 tháng sau ạ. Thì đến Tết đi nhỉ? Chưa đến Tết là dùng được. Thực ra đấy là mình muốn ngâm cho nó đủ chất tiết ra, chứ còn nó gọi là uống thì vài ngày cũng có rất trời. Uống hết rồi thì có thể đổ thêm được không ạ? Đúng rồi, uống hết thì không được. Không còn được sao, đổ ít rượu hơn là được. À thế à, cũng vẫn đổ lên đổ vào làm hơn, vẫn được hơn. Lần đầu có nhiều chất thì mình đổ đủ. Thế thì lần đầu thì mình hòa bớt ra. Vâng. Thế ví dụ các bà phụ nữ có uống được không? Có không? Được ạ. Ăn được. À. Chú phải mua cho cô một cặp chứ. Như thế này chân nhau hơi ganh tị. Tại sao lại phải mua cho cô gặp mà không uống chung được? Uống chung được mà. Được uống hết thì không phải mua cho người khác. Đúng rồi, uống chung tình cảm chứ. Đúng rồi. Yên có thể phân biệt quá. Ừ. Mày bỏ vào không? Có vào được không? Đúng rồi, bán kia các bạn. Nếu mà về mà hiệu quả tốt ấy, thì thực ra là cũng muốn mua cho bác kiểu các anh trai của mình ấy. Mình là anh trai, hai chị em thì thôi, nó khỏe thì không nói gì cả. Nhưng mà hai ông anh thì hơi yếu. Anh cho em một tí rượu đấy. Ta bán cái chỗ cưng đi. Được thì là... Đổ cho mẹ một chút. Bác Minh giới thiệu với cả này các thứ cũng đọc biết cái thứ trên đây. Mình thấy... Không dùng thì cứ gõ lên đấy là nó biết. Đó. Chả biết đây cho hai ông bà bỏ hết rồi. Đấy. Đấy. Bộ 8 lạng tư ngâm với khoảng 4 lít mật ong đấy. Bây giờ còn hết hơn nữa. À đây. Xếp nào cho đẹp đi nhỉ. Vâng, đấy hơi xấu quá. Cái đấy nó cũng chả khác đi được, yếu gì được. Đúng rồi. Đấy, thế đẹp đẹp đi đấy, trong... Về chủ đầu tư còn... Vâng, chủ yếu được khoe mà. Bác nói nhà nó vui vậy. Quảng cáo hộ nhà hàng, cả quảng cáo hộ cán bộ ở đây. Là đẹp luôn. Quá ngon rồi. Là đẹp luôn. Chú nhá. Ừ. Ui, bảo anh mua cặp nhung này. Thế đến người sao mua vài cặp nữa về mà dùng dần. Anh vẫn duyên kỳ ngộ chú. Này cho đây một cái này cho đẹp đi. Chụp cho chú một cái. Máy đây máy của mình. Đây nhỉ. Đi thư giãn là chính. Nó là thư giãn mình cứ đi. Để cả lúc chiều mình về anh.